chào các bạn nha. Mình vừa làm xong một chiếc Exeter 150 lắp một cái bóng XHP 70L7 nha các bạn. Đó. Lắp vào lỗ, xin lỗi các bạn, lắp vào bóng đèn pha của Exeter 150 nha. Rất là sáng. Mới vừa làm xong luôn nha. Ở đây thì ở hai xi nhan thì bạn ấy cũng đã chơi là hai dây led màu xanh dương lắp vào đây. Hai led này bên mình rất là sáng nha, sáng pha với mặt đường luôn á. Nè thấy không, các bạn thấy không? Đó, hai dây này thì mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm. Đó, đây battery nha các bạn. Battery. Đó, các bạn thấy không? Nút đề của Winner 150 nó mới nhanh được. Đó, từ từ mình sẽ test vaccine cho các bạn xem nha. Bây giờ mình cũng lắp một cái chống trộm cảm biến mát nha các bạn nha. Cái tắt khóa nè, bây giờ thí dụ như ăn trộm mà nó có lấy dây điện mà nó sọt cái cục gà le của các bạn á, có điện đi chăng nữa thì cũng không chạy được nha, xe mình cũng không bao giờ chạy được. Dù cho mình bẻ phá xe đi, giờ mình bẻ phá nè các bạn thấy không, bẻ phá xe nè. Đó, không có điện, đồng hồ không có điện, thấy không? Đời không chạy. Kêu còi. Đó, kêu còi, thấy các bạn thấy không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở phá xe. Mở xe nha, mình lấy ngón tay mình gờ vô ngóc này, nó điện nó mới có điện, thấy không? Các bạn thấy không? Rồi lúc đó mình mới đề được. Đề mới chạy được nha. Con ốc này chỉ có một mình biết thôi nha các bạn nha. Đừng có chỉ cho ăn trộm biết nha. Bữa hôm có bạn nào nói là về làm bên đây xong rồi cái đăng lên mạng, về thằng bạn nó lấy xe đi luôn. Thằng bạn nó thấy video này, nó thấy con ốc giờ nó lấy xe đi luôn á. Nên mình làm xong xe mình sẽ không có tan tên khách hàng vào là vậy. Đề phòng cảnh giác câu chuyện của hổm bạn kia nó rất là nghe rất là vui và chia buồn cùng bạn ấy. Đó, xi nhan các bạn thấy không? Xi nhan sẽ đổi thành màu vàng, thấy các bạn thấy không? Màu xanh nó sẽ tắt đi, vàng sẽ nổi lên nha. Đó, đây bóng mở đèn đi em. Mở đèn nè, nó các bạn thấy không? Mở code, chế độ code nha. Chế độ code thì nói chung thì cũng không có chói lắm. Mở pha em. Đó, pha nó mới chói nha các bạn nha. Đó. XHP 70L7 nha các bạn. Rồi ra đi em. Ra bon ơi. Các bạn thấy không? Đây là chế độ code nè. Ở độ pha nè các bạn. Code nè các bạn. Battery nè. Pha nè các bạn, pha nè. Rồi mình tắt đèn nha. Battery nè. Đó, battery nè các bạn. Công tắc này rất là ngon nha các bạn. Bấm rất là đã tay. Đó, đây là cái hai cái lắp một cái xi nhan led chế vào cho em mới vừa xong luôn. Mở nhan đi em ơi. Đó rồi nha. Cái xi nhan này đời mới nha các bạn, nên nó không có vô nước như là cái bóng xi nhan nút áo nha các bạn nha. Không vào nước luôn. Rất là bền. Bạn nào mà làm bên mình 1 triệu mình sẽ tặng một cục kim xi nhan Toyota tính toan nha các bạn nha. Cũng bảo hành luôn. Hàng tặng bên mình cũng bảo hành luôn nha, 1 năm. Đó bạn nghe không? Đó. Đây cục kim xi nhan Toyota tính toan đây. Làm bên mình trên 1 triệu mình sẽ tặng một cục nha. Nhớ nhắc mình nha, tại hàng tặng mình hay quên lắm. Bạn nào làm thì nhớ nhắc mình. Rồi, chuẩn bị em này cũng lên một bóng luôn các bạn nha. Chuẩn bị lên một bóng XHP 70L7 luôn. Đó. Bạn ấy cũng đang chuẩn bị lên luôn. Hai xe luôn. Rồi, cảm ơn hai anh em nhiều lắm nha.